Chào mọi người, mình là Ngọc. Nay mũi mình được 11 ngày sau mũi kết thúc. Tại vì gia đình mình có việc nên mình tới đây định xin cắt chỉ sớm hơn dự định. Chị thấy chỉ bình thường, nó không đau mà không gì, rất là dễ chịu chứ không có gì khó hết. Chị thấy là ok, dễ chịu mà. Thì mũi mình thì nó bị lõm vô nhiều. Mình đi đâu thì mình mang khẩu trang, mình cũng không dám kéo xuống. Nói chung là mình thấy mình cũng mặc cảm, cái mũi mình nó không có ai mà như mũi mình vậy đó. Chỉ có mình mà thấy mũi mình vậy thôi. Đi đâu mình thấy mình cũng mặc cảm, mình mang khẩu trang, mình cũng không muốn kéo xuống nữa. Nhưng mà sau giờ mình phẫu thuật rồi, mình thấy mình có thể tự tin hơn. Thì nói chung là giờ sau 11 ngày chị đã thấy là chị rất là vui rồi đó. Nghe mình có thể mình tự tin hơn, mình thấy mình không có còn như hồi xưa mình phải sợ, phải mang khẩu trang vậy, mình không dám kéo xuống. Nên giờ mình thấy mình có tự tin rồi thì tất nhiên là mình nghe mình vui rồi. Cái tự tin của chị có quay lại ngay là lúc khi mà cái ca phẫu thuật vừa xong, là chị coi sống mũi của chị thì là chị thấy chị có cái niềm hạnh phúc tới rồi đó, là chị thấy chị tự tin hơn đó. Mọi người thì sau khi chị tháo nẹp ra thì người ta thấy đó, nay thấy đẹp hơn rồi đó. Nói chung là nay thấy đẹp hơn nhiều. Thì giờ con chị là nó nhìn nó thấy khi mà chị tháo nẹp ra, gái chị á, nó nhìn nó thấy nó nói là rồi mũi mẹ là thấy đẹp hơn hồi đó nhiều rồi đó. Thấy cái hũng nó sẽ đầy hơn xíu rồi đó. Nay con thấy mũi mẹ là khác mũi xưa là tới 80%. Thì nói chung là chị nhiều khi chị cũng thắc mắc, là ý cũng lại đây cũng muốn là hỏi các em cho kỹ lại là mình ăn uống rồi sau các chị mình có vệ sinh như thế nào hay là sao, thì nhờ các em nó tư vấn thêm, chỉ thêm cho chị. Thì ở đây là mấy em phục vụ rất là tận tình mà làm rất là kỹ lưỡng, nhẹ nhàng. Cái mũi mình giờ là nó cũng còn sưng, nhưng mà mình cũng muốn sau cái mũi mình muốn chia sẻ với các bạn và các chị em, nếu mà muốn có làm đẹp á, thì cứ tự tin lên đi làm đi, đừng không có sợ đau mà không có gì hết phải lo. Sợ mình chọn cái bác sĩ á, nó không có đúng với cái ý mình mong muốn. Mình cũng thật là may mắn sao mình gặp được bác sĩ Phương. Mình thật là sự là rất may mắn khi gặp bác sĩ Phương. Đúng là một người bác sĩ là rất là tận tình. Rồi cũng nói chung nhìn bác nó rất là hòa đồng, mình muốn gặp bác là mình muốn để mình thể hiện ra cái sự mà cái mũi mình nó bị khuyết điểm vậy đó. Rồi khi gặp bác đó, mình thấy mình rất là tự tin với bác, mà bác cơ quả là đúng là bàn tay của bác là phải là bàn tay bằng vàng bác là rất là mát tay. Mình thật sự khuyên các bạn nếu như mà có nhu cầu làm đẹp thì hãy tranh thủ làm đi, đừng lo đừng sợ gì hết. Tại vì đừng có để như mình để quá thời hạn tới 10 năm mình mới làm thì rất là tiếc. Thôi mình chào các bạn, tại vì giờ mũi mình cũng còn sưng, sau mình hẹn lại gặp các bạn là sau khoảng 1 tháng đi, mình quay lại nhìn thấy mũi mình như thế nào nhé. Sau chào tạm biệt.